Sáng nay vào ngày 1 tháng 10, 2021, Trường Đại học Văn Lang rất vui mừng được công bố thành lập Viện Tiên tiến Khoa học và Công nghệ Science and Technology Advanced Institute, SDAI, với sự tham gia của tiến sĩ Nguyễn Cao Trí, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Văn Lang, giáo sư tiến sĩ Lê Vinh Danh, cố vấn cấp cao của trường, cùng sự có mặt của quý thầy cô, ban giám hiệu và toàn thể lãnh đạo các đơn vị khoa, phòng ban của nhà trường. Với mục tiêu 5 năm sẽ đứng trong top 700 trường đại học của thế giới, Trường Đại học Văn Lang tiếp tục thực hiện những chiến lược mới và đột phá về nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ theo chuẩn quốc tế, trong đó có chiến lược về tuyển dụng và thành lập các nhóm nghiên cứu trọng điểm, các viện nghiên cứu mạnh mẽ để sớm gia tăng về lượng và về chất các công bố kết quả quốc tế được thế giới công nhận, tối ưu hóa hiệu quả nghiên cứu của Văn Lang trong các ngành khoa học và công nghệ mũi nhọn hiện nay. Sự kiện công bố thành lập đơn vị Viện Tiên tiến Khoa học và Công nghệ SDAI theo chuẩn quốc tế là một trong những kế hoạch nhằm thực hiện mục tiêu 5 năm tiếp tục phát triển mạnh mẽ của Trường Đại học Văn Lang. Tại đây, tiến sĩ Nguyễn Cao Trí đã có đôi lời chia sẻ. Trong từng giai đoạn sẽ có những thứ tự ưu tiên, nhưng từ năm 2021 trở đi thì lĩnh vực ưu tiên của Văn Lang sẽ là lĩnh vực nghiên cứu khoa học, công bố quốc tế, đổi mới sáng tạo và công nghệ. Với sự cố vấn từ giáo sư tiến sĩ Lê Vinh Danh và đội ngũ các nhà khoa học đã có những công bố, những trích dẫn và ban lãnh đạo đã có sự thống nhất, tiến cử phó giáo sư tiến sĩ Phạm Thanh Phong sẽ trở thành viện trưởng và dẫn dắt viện. Trong thời gian ngắn có sự chuyển biến nhất định trong các nghiên cứu và đóng góp thiết thực cho những giải pháp về các bài toán, vấn đề mà Việt Nam và thế giới đang gặp phải. Bên cạnh đó, Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Thanh Phong, Viện trưởng Viện Tiên tiến Khoa học và Công nghệ chia sẻ về việc rất vui vì được đồng hành cùng Văn Lang trong thời gian tới và khẳng định việc triển khai thực hiện các ứng dụng công nghệ và đẩy mạnh nghiên cứu theo tiêu chuẩn quốc tế chính là các nhiệm vụ quan trọng nhất trong việc xây dựng môi trường học tập thân thiện, hiện đại, giàu tính tranh luận, trau dồi tri thức, kinh nghiệm, nâng cao năng lực tư duy, từ đó giúp nhận thức đúng vấn đề và giúp người học có phương pháp, tự tin giải quyết các vấn đề thực tiễn đang đặt ra. Viện mong muốn trong thời gian sớm nhất sẽ có thể giúp Văn Lang hoàn thành những mục tiêu đã đề ra. Buổi thành lập Viện Tiên tiến Khoa học và Công nghệ đã diễn ra thành công tốt đẹp. Xin chúc cho Trường Đại học Văn Lang cùng Viện SCAI sẽ gặt hái nhiều thành công trong thời gian sắp tới, cũng như góp phần thúc đẩy lĩnh vực khoa học, công nghệ của trường được vươn cao, vươn xa hơn trong tương lai.